Kính thưa anh chị em, như Đức Tổng đã nói từ đầu lễ, thánh lễ mừng Kim Khánh và Ngân Khánh Linh Mục hôm nay thật trang trọng. Bởi vì chẳng những là có sự hiện diện của hầu hết Linh Mục đoàn trong Tổng giáo phận với 246 Linh Mục, mà còn có sự hiện diện hiệp thông thiêng liêng của quý cha hưu dưỡng, của các anh chị em tu sĩ trong các dòng tu, của linh mục và giáo dân trong giáo phận và ngoài giáo phận. Trang trọng bởi vì không tổ chức hình thức bề nhoáng hào nhoáng bên ngoài, mà đi vào chiều sâu tạ ơn trong tâm hồn. Thật đẹp và trang trọng bởi vì thánh lễ hôm nay chúng con, những người kỷ niệm Kim Khánh và Ngân Khánh Linh Mục, không nhận những món quà vật chất mà nhận chính Đức Giêsu Kitô. Trong tâm tình ấy, thực ra trước đó con vâng lời Đức Tổng, con liên hệ với các đấng mừng Kim Khánh và đại diện các cha mừng Ngân Khánh để mời giảng lễ theo ý của Đức Tổng. Nhưng mà dường như đấng nào cũng chối. Nên thành ra hôm nay con mạn phép, con không chia sẻ lời Chúa, mà con chia sẻ một bài giảng của một cha mừng Kim Khánh, cha Francisco Xavier Lê Văn Nhạc. Bởi vì con gọi điện thoại cho ngài, rồi ngài chối, rồi xong ngài đẩy qua một cha khác, rồi xong rồi cha khác lại chối. Cuối cùng ngài gửi cho con cái bài giảng, và con mạn phép hôm nay con đọc bài giảng của cha Francisco Xavier. Bài giảng của ngài thú thật dài lắm, nhưng con cũng xin phép cha Francisco, con xin lược bớt con, bởi vì nếu mà dài lắm nên thành ra con xin đọc một vài ý mà ngài đã gửi cho con. Trọng kính Đức Tổng, Đức Cha Phụ Tá và quý cha, ơn gọi linh mục là một mầu nhiệm. Thật vậy, con không dám nghĩ ngay từ đầu đời ơn gọi của mình sẽ có ngày mình được mừng 50 năm linh mục và thọ trên 80 tuổi. Tất cả đều do bàn tay quan phòng của Chúa. Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, ngài đã giữ gìn, nâng đỡ, chở che con cho đến ngày hôm nay. Người ta thường nói Thiên Chúa vẽ con đường thẳng bằng những nét cong. Đúng thế, nhìn lại hành trình ơn gọi linh mục đời mình, con thấy toàn những nét cong queo ngoằn ngoèo, nhưng chính Chúa sẽ đã thực hiện phép lạ trong hành trình ấy. Con cảm tạ Chúa đã cho con tụ phong linh mục ngày 30 tháng 4 năm 1974, đúng một năm trước ngày lịch sử đất nước thay đổi. Vì nếu chậm trễ sau đó, trong hoàn cảnh mới của đất nước, có thể con sẽ không được lãnh nhận tác vụ linh mục. Sau khi chịu chức linh mục, Đức Cố Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình sai con ở lại Đại Chủng Viện để giúp cho cha giám đốc Francisco Nguyễn Hữu Tấn, lúc ấy là giám đốc Tiểu Chủng Viện Sài Gòn, lo cho các chú tiểu chúng sinh. Thời ấy các chú còn ở nội trú nhưng được gửi đi học tại các trường tư thục bên ngoài, còn các chú ngoại trú thì tập trung vào chủng viện vào các ngày Chủ Nhật. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chương trình này bị phá sản vì chủng viện đóng cửa, các chú giải tán về gia đình. Quý cha giáo vừa mất dạy vừa thất nghiệp, phải tự tìm những giáo xứ chung quanh Sài Gòn để làm việc mục vụ ngày Chủ Nhật. Khi ấy con thuộc giáo xứ Tị Nghè nên về họ đạo Tị Nghè mỗi Chủ Nhật để dâng lễ. Một ngày Chủ Nhật nhằm lễ các thánh tử đạo Việt Nam, trong bài giảng lễ con mời gọi giáo dân can đảm sống đức tin theo gương các thánh tử đạo Việt Nam thời giáo hội bị bắt hại. Thế là con bị tố là giảng phản đạo, rồi bị trục xuất về trở lại chủng viện. Khi ấy con cảm thấy đời mình, đời linh mục của mình không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ còn biết phó thác vào Chúa và tiến bước như con lừa.
năm 1983 để chuẩn bị cho các chúng sinh được vào học lại. Con được đề cử đồng hành với các anh em sắp đi học, đi lao động tại nông trường Phạm Văn Cội, lô 6, Củ Chi. Mỗi ngày sau khi lao động mệt nhọc, tối đến con cử hành thánh lễ chung cho cộng đoàn. Nhờ hiệp thông bí tích thánh thể, dù vất vả thiếu thốn, mọi người lại sống rất vui vẻ, yêu thương nhau. Năm 1984, có một cuộc tĩnh tâm linh mục giáo phận Sài Gòn, không phải tại chủng viện như thường lệ, mà tại nông trường lô 6 với sự tham dự của hơn 200 linh mục. Dịp ấy, con được phân công giảng một bài, và con chọn bài Tin mừng Luca chương 10, 38 câu 42, kể lại câu chuyện hai chị em Martha và Maria tiếp đón Chúa Giêsu vào nhà, để áp dụng vào đời sống lao động và cầu nguyện tại nông trường. Lao động phải luôn đi đôi với cầu nguyện, thì lao động mới có kết quả tốt và đem lại sự sống cho con người. Lao động như thế là vinh quang. Sau khi chia tổ thảo luận, thì bài giảng của con lại được đúc kết thành lao động là cầu nguyện. Lao động sản xuất đem lại cơm no áo ấm cho đồng bào đã là cầu nguyện rồi, nên linh mục không cần phải làm lễ và cầu nguyện riêng ở nông trường nữa. Từ đó con cũng bị kết án là hướng dẫn anh chị em nông trường đi sai đường lối chính sách. Thế là nhiệm vụ của con ở nông trường cũng chấm dứt. Con lại phải trở về đại chủng viện lần thứ hai. Thất vọng, chán nản, đến nỗi có lúc con đặt lại vấn đề không biết mình đi tu có đúng không. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì con vẫn phó thác để Chúa dẫn dắt con đi, như lúc nãy đã nói, như con lừa cứ tiến bước. Đại chủng viện từ năm 1985 trở thành một cơ sở lao động sản xuất. Nào là tổ hợp sản xuất vỏ xe đạp Thống Nhất, nào là tổ mây tre lá, tổ mành sáu trúc và tổ sơn mài Đông Sơn. Con cũng tham gia vào các công việc ấy với các anh em. Sau đó con may mắn có được hộ khẩu, ở họ Đạo Đức Bà Hòa Bình, đường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất. Và từ đó con được phép phụ cha sở giúp mục vụ cho giáo dân người Việt và người Hoa. Con bắt đầu học tiếng Quảng Đông để có thể giao tiếp, làm lễ, giảng dạy cho giáo dân người Hoa. Nhưng niềm vui đời mục tử cũng chỉ được 7 năm. Rồi con được bổ nhiệm về Trung tâm Công giáo, giờ là Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thời gian này con được làm việc mục vụ nhiều hơn, rồi được chọn làm hạt trưởng hạt Tân Định, đồng thời thay thế cha sở họ Đạo Tân Định lúc ấy vì đau yếu phải đi nghỉ dưỡng. Thi hành sư vụ mục tử ở Tân Định được 7 năm thì con lại được Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, lúc ấy mới về làm Tổng Giám mục Sài Gòn năm 1998. Ngài đã bổ nhiệm con làm chánh sở họ Đạo Chợ Quán, kim hạt trưởng hạt Sài Gòn Chợ Quán cho đến khi con được bề trên cho nghỉ hưu. Nhìn lại cuộc đời mình, nếu tổng kết ơn gọi đời con thì một nửa đời linh mục của con đã trải qua những nẻo đường cong queo ngằn ngoèo, bao nhiêu đau khổ thử thách, đi đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ, xua đuổi, cả loại trừ. Nhưng nhờ ơn Chúa dẫn dắt, nâng đỡ, đồng hành và không bỏ rơi con, nhất là những lúc con đối diện với tâm tối mịt mù. Còn 25 năm sau là thời gian Chúa trao cho con sứ vụ chăn dắt đàn chiên của Chúa, cách riêng 20 năm ở họ Đạo Chợ Quán. Tạ ơn Chúa trong dịp mừng Kim Khánh cũng là để tạ tội với Chúa. Xin Chúa tha thứ những vong ân bội bạc trước lòng thương xót vô biên của Chúa. Nhờ sống tinh thần phó thác, gắn bó với thánh thể và cầu nguyện, Chúa đã cho con thắng vượt các cám dỗ, thử thách để trung thành trong ơn gọi linh mục cho đến hôm nay. Giờ đây, những năm cuối đời, con nghỉ tĩnh dưỡng tại giáo xứ Hạnh Thông Tây. Rồi bây giờ, con lại mới về giáo xứ Tân Định. Con vẫn cố gắng phục vụ giáo hội theo khả năng và sức khỏe Chúa ban. Những năm gần đây, ở tuổi 80, sức khỏe sút kém nhiều. Sau 3 lần vào bệnh viện phẫu thuật, Chúa còn thương cho nán lại mừng lễ Kim Khánh linh mục.
rồi còn chuyện kim tỉnh sẽ tính sau. Ngài ghi vậy. Cuối cùng, cảm hứng từ câu chuyện những dấu chân trên cát, con xin kết thúc bằng những lời cầu nguyện sau. Tình yêu Thiên Chúa đã đỡ nâng con băng qua núi ngàn. Ngài nắm tay con vượt qua bão giông muôn trùng khơi. Nguồn sức mới khi con ở trong vòng tay Chúa. Ngài đỡ nâng con đến những ước mong đời con. Amen. Đó là Ngài, đó là hết cái bài giảng của Ngài. Và có lẽ con biết là cái tâm tình Ngài làm sao, nhưng mà con dường như con điện thoại con nói chuyện với Ngài, dường như Ngài sợ có cha nào đó kỷ niệm Kim Khánh giảng xong về bệnh luôn, nên thành ra chắc Ngài sợ, Ngài giao cho con. Rồi con thầm thì nói với Chúa, dạ không sao, con gánh luôn, nếu mà có chuyện gì thì cũng không sao cả, tạ ơn Chúa. Dịp kỷ niệm mà, chỉ dụ như chúng con kỷ niệm 25 năm, mà dịp kỷ niệm này sau đó Chúa gọi về, tốt thôi không sao, cảm ơn Chúa, xin Chúa chúc lành. Và con cũng phải cảm ơn cha Francisco Xavier đã gửi bài giảng và con chia sẻ. Nếu con nghĩ cũng có những điểm rất là hay để suy niệm. Thú thật con đọc bài giảng rồi con cũng suy niệm mấy ngày này, cũng thấy có những điểm Thiên Chúa viết ngoằn ngoèo nhưng mà lại viết bằng đường thẳng, nên thành ra Thiên Chúa vẽ con đường thẳng bằng những cong queo ngoằn ngoèo. Có khi Chúa cũng thực hiện trong cuộc đời con và cả các anh em mừng kỷ niệm Kim Khánh và Ngân Khánh. Con xin hết lòng cảm ơn Đức Tổng, cha Tổng đại diện, quý cha và anh chị em đã lắng nghe.